Xin chào các quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 26 tiểu thuyết Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của tác giả Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Tôi thực hiện nội dung này nhằm mục đích chia sẻ những trang sử hào hùng đến với hậu thế. Các bạn cũng có thể chung sức cùng tôi trong những dự án sắp tới bằng cách tham gia hội viên của kênh hoặc click vào link trong phần mô tả nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Quận chúa Kim Thành chắp tay hướng Vũ Đức Vương. Có phải chú Tư định mời chú hai ra ngoài thành tương kiến là hư kế của Nhật Hổ lão nhân với mục đích điệu hổ ly sơn không? Hồi chiều chú Tư mới họp với Nhật Hổ cùng chư tướng đã chuẩn bị kế hoạch rằng khi chú hai ra ngoài thành thì trong thành chú với bọn nhất trụ điều khiển bọn cao thủ Hồng Thiết giáo thình lình đốt phá rồi mở cửa tây cho giặc vào. Thế là chú hai tiến ra thì bị vây, lui về không có chỗ. Bấy giờ lão mới dùng tiễn thủ giết chú hai. Vũ Đức Vương nổi cáu, ông Văn Tục còn nỡm con này. Bố mày đối với tao cũng phải nói bằng giọng ôn tồn, cái má mày lấy quyền gì mà đòi hạch hỏi tao? Kim Thành chắp tay, dĩ nhiên cháu không thể hạch hỏi chú. Nhưng những lời cháu nói có đúng không? Cháu còn lớn gan, muốn biết hiện giờ Dực Thánh Vương ở đâu nữa kia. Vũ Đức Vương kinh hãi vô cùng. Vì mấy bà nãy đây, Nhật Hồ với Vương bản kế đánh thành tuyệt mật như vậy, mà sao đến con cháu bé con này cũng biết, thì còn hy vọng gì nữa? Trường Ninh tiếp lời chị, chú bị tên Nhật Hồ đánh lừa chú rồi. Chú tưởng rằng với quân số của đạo Đằng Hải, quân địa phương Cửu Chân, cộng với giáo chúng, y có tới gần 10 vạn, nên chú theo y. Chú thực ngây thơ quá đi. Lão Nhật Hổ đã hại Dực Thánh Vương rồi, thì khi sự thành đời nào y tôn chú lên làm vua. Nàng ôn tồn hơn, chú ơi. Tất cả kế hoạch mà chú hai vận trù về cuộc tương kiến với chú, cùng trao thượng phương bảo kiếm cho Lê Phụng hiểu là hư kế của chú hai, để gian tế Nhật Hổ thông báo tin ma cho lão đấy. Thực sự giờ này chư tướng đạo Đằng Hải đã nhận lệnh đánh úp bọn Hồng Thiết giáo khi hai bên dàn trận. Hạm đội Bạch Đằng đã chiếm Thanh Hóa, rồi tiến quân ra. Hiện quân đã chiếm lại Vạn Hoa Sơn Trang, Vạn Thảo Sơn Trang. Chỉ nội đêm nay sẽ bịt phía Nam Trường Yên. Hạm đội Âu Cơ đổ lên Thiên Trường, sáng mai tiến về vây phía Đông Trường Yên. Hai đạo Ngự Long, Bồng Nhật khởi hành từ Thăng Long, giờ mão ngày mai sẽ vây phía Bắc Trường Yên. Thấy mặt Vũ Đức Vương tái đi, Trường Ninh tiếp. Sáng mai, chú hai vừa xuất thành tương kiến với chú, rồi chỉ cần một tiếng pháo lệnh, hai đạo Đằng Hải đánh úp đám giáo chúng Hồng Thiết giáo. Rồi đạo quân Âu Cơ, Bạch Đằng, Ngự Long, Bổng Nhật vây kín ba phía. Trong khi đạo Phong Châu, Thượng Oai tung thú dữ đánh từ trong ra. Vương Phi Thanh Mai vẫy tay cho Trường Ninh im lặng. Nàng nói, chú Tư à, sự việc đã ra thế này, chú Tư còn hy vọng gì cái ngôi vua nữa. Dù Nhật Hổ có chiếm được đất nước, thì lão cũng sẽ giết chú đi để lên làm vua, chứ có đâu y tôn chú lên ngôi. Biết sự không thể đừng được, Vũ Đức Vương thở dài, nói với Khai Quốc Vương, đúng như hai con Kim Thành, Trường Ninh nói. Nhật Hổ lão nhân cho em với Vũ Nhất Trụ, đem một số cao thủ vào ẩn trong thành. Đợi ngày mai anh xuất thành, thì Nhất Trụ với em xuất lĩnh đội cảm tử đốt nhà, cùng đánh ra cửa tây cho quân ngoài vào. Thanh Mai hỏi, thế lát nữa Nhất Trụ sẽ vào thành bằng cách nào? Những ai ở trong thành tiếp tay cho y? Em không biết tên bọn nội phản, nhưng tại cửa tây, khi ngoài thành có ánh bùi nhùi phất qua, phất lại, thì trong thành có người tung dây ra, rồi Nhất Trụ với mấy tên cảm tử bám dây leo vào. Thanh Mai đưa mắt cho Kim Thành. Kim Thành hiểu ý bà thím liền, ta phải ra ngoài báo cho Lê Văn biết tin tức này, để bắt tên Nhất Trụ. Nàng cúi đầu lùi ra ngoài. Trong này Vũ Đức Vương nói tiếp, lão Nhật Hồ thực xảo quyệt, y không cho em biết gì về các đạo quân Âu Cơ, Bạch Đằng, Ngự Long, Bổng Nhật đang siết chặt vòng vây. Bây giờ em tùy lượng nhị ca, còn hai tùy tùng của em, chúng tuy xuất thân Hồng Thiết giáo, nhưng lại rất trung thành với em. Vậy nhị ca hãy để chúng thư thả theo hầu em. Được. Trường Ninh gọi Bảo Hỏa đem hai người tùy tùng của chú Tư vào đây. Vương Phi Thanh Mai truyền bày tiệc, anh em, chú cháu cùng ăn uống. Lát sau Bảo Hỏa dẫn hai tùy tùng vào. Khai Quốc Vương cầm bản cung khai xem, quả nhiên chúng đều khai giống Vũ Đức Vương. Trong hai người, một tên Vũ Ngọc Phụng và một tên Chu Tấn. Cả hai đều là đạo trưởng Hồng Thiết giáo. Phụng là đạo trưởng vùng Thiên Trường, Tấn là đạo trưởng vùng Quảng Đông. Hồi Thiệu Thái theo sứ đoàn sang Tống, chàng đã trị bệnh cho Chu Tấn ở Khúc Giang. Khai Quốc Vương bưng chung rượu lên nói, nào chú Tư, hãy uống với anh chung rượu này, mừng anh em ta thoát khỏi cảnh cốt nhục tương tàn. Vũ Đức Vương vừa cầm chung rượu lên, thì bên ngoài có tiếng trống, tiếng thanh lá báo động. Mọi người vội chạy ra xem. Nguyên khi giải giao Vũ Đức Vương cho Khai Quốc Vương, Lê Văn nghĩ, dù sao mình cũng là người ngoài, không
không thể xen vào việc nhà họ Lý. Ta nên tránh mặt để cho anh cả xử vụ này. Chàng dẫn thị vệ ra ngoài, rồi leo lên mặt thành đi tuần tiễu. Bỗng có tiếng Kim Thành gọi chàng. Chàng quay lại hỏi, bà chị dâu xinh đẹp, dữ hơn chẳng tinh. Có tin gì đấy? Kim Thành nói nhỏ vào tai Lê Văn, rồi cười, chúc chú em thành công. Lê Văn núp vào địch lâu, nhìn ra góc Tây Thành. Hơn 4 khắc sau, bỗng chàng để ý thấy có ánh bùi nhìn đỏ đưa qua đưa lại. Nhanh nhẹn, chàng nằm sát xuống mặt thành quan sát, thì thấy có người tung sợi dây ra ngoài thành, rồi một người trong bóng tối nhảy ra nắm lấy. Người trên thành giật thực mạnh, người dưới thành bay tung lên cao. Cứ như thế đến người thứ 11 thì dưới chân thành không còn người nữa. Tên thứ 11 còn đang lơ lửng trên không, thì Lê Văn đã phóng đến, tay xuất hổ trảo bắt sống y. Không ngờ phía sau, một ánh đao chém vào ngang lưng chàng. Lê Văn kinh hãi, vội biến trảo thành trưởng đẩy thanh đao ra ngoài. Thanh đao vụt khỏi tay người kia bay bổng lên cao. Còn người kia bị vỡ làm 5-6 mảnh tung ra xa. Lê Văn thấy công lực mình mạnh đến không tưởng tượng nổi, chàng ngẩn người ra. Còn người từ ngoài thành đầu trùm khăn kín mít, y vừa rơi xuống đất đã bị một người khác đưa tay chụp. Lê Văn tinh ý, nhận ra người trong thành tấn công tên bịt mặt chính là Thanh Mai. Thoáng một cái hai người đã chết với nhau hơn 10 chiêu. Lê Văn kinh hãi tự hỏi, võ công sư tỷ Thanh Mai hiện không thua bố mình làm bao, kẻ kia là ai mà coi bộ ngang với sư tỷ. Yên tâm về kẻ đột nhập đã có người kiềm chế, chàng nhìn lại người bị mình đánh vỡ làm 5-6 mảnh. Cái đầu y còn nguyên vẹn, chàng nhận ra y là tên Trần Trọng Cựu. Kinh ngạc, chàng tự hỏi, Trần Trọng Cựu là sư đệ của Phạm Hổ, công lực y còn có phần trội hơn sư huynh, mà tại sao mình chỉ phát có 3 thành công lực đã khiến y tan xương nát thịt. Thị vệ đã đốt đuốc lên sáng rực. Khai Quốc Vương, Vũ Đức Vương cùng chư tướng đã tới. Khai Quốc Vương hỏi Thông Mai, đại ca, người thử đoán xem tên thích khách kia là ai mà công lực đến giường ấy. Thông Mai lắc đầu, thực khó hiểu, vì y dùng võ công Tiêu Sơn, còn nội lực thì pha lẫn Tiêu Sơn với Hồng Thiết Giáo. Nhưng không hiểu sao y chưa dùng Nhật Hồ Độc Trưởng. Có lẽ y úy kỵ phản độc trưởng của nhị muội chăng? Tôi chưa từng nghe trong Hồng Thiết Giáo có cao thủ nào võ công cao đến thế này. Kìa, nhị muội muốn thắng y mà không được. Có lẽ ta nên bắt y ngừng tay đi thì vừa. Đến đó, tên bịt mặt đánh liền 3 chiêu như vũ bão. Bình, 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 rồi y tung mình lên chạy về phía Nam Thành. Lê Văn nhô lên thụt xuống mấy cái, chàng đã đứng trước mặt y. Y tung vào người chàng một trưởng với tất cả bình sinh công lực. Lê Văn không dám coi thường, thuận tay chàng phát ra chiêu Thiên Vương Trưởng. Ầm một tiếng, trên không có hàng trăm mảnh vải bay như bươm bướm. Thì ra trưởng của Lê Văn với tên bịt mặt chạm nhau, sức ép làm khăn trùm cùng quần áo rách làm nhiều mảnh bay tứ tung, y rơi xuống trước mặt Thanh Mai. Trên người y chỉ còn cái quần lót. Bấy giờ mọi người mới nhận ra y chính là Vũ Nhất Trụ. Vũ Nhất Trụ quẹ một tiếng, miệng phun ra một búng máu. Y hỏi Lê Văn, tên nhãi con kia, phải chăng mi là con của Hồng Sơn Đại Phu? Nhưng sao? Sao công lực mi lại cao đến dường này? Trong nội lực của mi dường như pha lẫn mê linh với Sài Sơn. Thấy thân thể Nhất Trụ thảm thiết, mối từ tâm của người thầy thuốc khiến lòng Lê Văn nhũn ra. Nhưng lời dạy của Phan Nam sống dậy, chàng hít một hơi chân khí rồi nói lớn, ma đầu Vũ Nhất Trụ, hãy đỡ trưởng của ta. Miệng nói, tay chàng phát chiêu Thiên Vương Chấn Thiên, trưởng phong của chàng chưa ra hết, mà mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Những người công lực thấp như Kim Thành, Trường Ninh, Tĩnh Ninh, Trần Anh đều nhảy lui liền 3-4 bước để tránh áp lực, thế mà vẫn còn thấy choáng váng. Khai Quốc Vương túm áo Kim Thành, Trường Ninh, Bảo Dân túm áo Trần Anh, Tôn Trọng, Tôn Đản túm áo Tôn Mạnh, Lưu Tường, cùng nhảy lùi về sau 3-4 bước, tay phất trưởng hóa giải kinh phong. Vũ Nhất Trụ đã đánh quen trăm trận, thấy trường phong Lê Văn quá mạnh, y vội nằm ép mình xuống đất, hai tay phát chiêu đỡ vào mấy nhánh trường tỏa ra trước ngực y. Ầm một tiếng, trường trúng vào hòn giả sơn gần đó, làm hòn giả sơn vỡ tan tành, đá, gạch, nước bay tứ tung. Vũ Nhất Trụ kinh hãi, y lăn liền mấy vòng, nhảy về phía Thanh Mai, tay y phát trường tấn công nàng để mở đường. Y nghĩ rằng với thân thể không áo quần của y, ắt Thanh Mai phải bỏ chạy. Quả đúng như y nghĩ, Thanh Mai xuất chiêu phong ba hợp bích đỡ, rồi nhảy lùi lại. Vũ Nhất Trụ chỉ chờ có thế, y tấn công liền 3 chiêu nữa, rồi tung mình chạy. Y vừa bước đi, thì Lê Văn đã chặn trước mặt y, chàng phát chiêu lôi đà ân tặc. Nhất Trụ kinh hãi vội phát chiêu trong Hồng Thiết Độc công đỡ. Bình một tiếng, y cảm thấy như trời long đất lở, chân tay tê liệt, thì Lê Văn đã phát chiêu thứ nhì. Y nghiến răng đỡ, bình một tiếng,
người y bay lên cao rồi rơi lên đầu Thanh Mai. Thanh Mai kinh hãi, nàng phát chiêu phong đáo sơn đầu đẩy y tung đi, y rơi xuống đất, miệng phun máu có vòi. Lê Văn không nhân nhượng, chàng phát chiêu thiên vương chấn thiên, dầm một tiếng, người nhất trụ bẹp dí như con tép bị dẫm lên. Y chỉ còn là miếng thịt bầy nhảy. Trong khi đó thị vệ đã bắt hết bọn cảm tử theo nhất trụ vào thành, cùng với bọn gian tế tung dây. Khai quốc vương nắm tay Lê Văn, mừng cho em, với công lực của em, hiện thời có lẽ không thua gì Thiệu Thái. Hai vị lão sư Phan Nam, Ngô Quảng Thiên thực là bất tử khi người đem chân khí gửi vào người em. Lê Văn nói, khi Thái sư phụ truyền công lực cho em, người dạy anh Thông Mai với em phải về Vạn Thảo Sơn Trang ngay, vì bố em đi vắng, trong khi đại sư huynh Dương Bình đang chấn Thăng Long. Khai quốc vương đưa mắt nhìn, thấy Thông Mai đang đứng bên Bảo Hòa. Động tâm tư, vương nói, bây giờ trí dũng của em có thừa, mình em về được rồi. Sau khi dẹp loạn xong thì anh Thông Mai với Bảo Hòa sẽ về sau cũng được. Chợt nhớ ra điều gì, vương hỏi sẽ Lê Văn, em đã đoán ra Ưng Sơn Song Hiệp là ai chưa? Em vẫn không đoán nổi. Thực là, họ còn trẻ thế, mà từ Trường Giang Thất Hiệp cho tới Hoa Sơn Tứ Lão đều tuân lệnh họ răm rắp. Khai quốc vương nắm tay Lê Văn, đúng ra thì với minh kiến của em đã đoán ra y là ai rồi. Vì y biết vậy, nên y cho em gặp công chúa Thái, thế là tam hồn thất phách em thăng thiên, nên em đoán không ra. À, anh muốn cho quân mình khỏe để đánh ban đêm. Vậy em có thứ thuốc nào mà uống vào buổi sáng cho ngủ suốt ngày, rồi đêm có sức đánh giặc không? Có thì có đấy, nhưng kiếm đâu ra đủ dược vị cung cấp cho 10 vạn người. Em nghĩ ta dùng châm cứu giản dị hơn, mà lại mau chóng. Nhưng ta không đủ thầy thuốc, cũng không đủ kim. Lê Văn cười lớn, trí tuệ như anh mà nghĩ không ra à? Không. Bây giờ anh cho gọi đám quân khéo tay lại, rồi em sẽ dạy họ làm kim. Không đủ kim bằng vàng, bằng bạc, thì ta dùng kim bằng tre. Như vậy trong nửa ngày mình sẽ có hàng triệu kim. Sau đó ta phát cho chư quân mỗi người 6 cái. Ta chia họ thành từng cặp, rồi dùng thầy thuốc trong quân dạy họ tự châm cho nhau. Chỉ có 6 huyệt mà ngủ ngon sao? Đúng vậy, đối với bệnh mất ngủ thì cần nhiều kim, cùng luận trị. Còn đối với người khỏe mạnh như chư quân, thì chỉ cần châm vào huyệt Thần Môn, Đại Lăng và Phong Trì là đủ. Vậy văn đệ với Hoàng Phu Nhân điều khiển làm kim khẩn cấp, sao cho chiều mai xong. Văn đệ viết thư dặn cách thức làm, rồi ta sai chim ưng mang tới Đạo Ngự Long, Bổng Nhật, Đằng Hải, cùng hạm đội Âu Cơ, Bạch Đằng, để các nơi cùng thi hành. Lê Văn vội lấy bút viết thư, rồi trao cho Lê Thuận Tông sai chim ưng mang đi. Khai quốc vương nói với Vũ Đức Vương, sáng mai, sau khi cửa thành Bắc mở ra, thì chú với chị Thanh Mai đem theo hai cháu Kim Thành, Trường Ninh về kinh để gặp Phụ Hoàng cho người yên tâm. Vương gọi Lê Phụng Hiểu, tướng quân đem theo đội thị vệ 100 người theo hầu Vũ Đức Vương. Mọi việc nhất nhất theo lệnh của Vương Phi. Câu nói của Khai Quốc Vương, chỉ có Thanh Mai, Kim Thành, Trường Ninh hiểu rằng Vương Phi Thanh Mai với Lê Phụng Hiểu áp giải Vũ Đức Vương về triều. Chứ nếu bảo Phụng Hiểu theo hầu Vũ Đức Vương thì sao không truyền cho ông tuân lệnh Vương, mà tuân lệnh Vương Phi? Chẳng qua Vương nói vậy để gỡ thẹn cho em mà thôi. Chư tướng hội họp đông đủ. Bên ngoài Lê Thuận Tông dùng đội sói canh phòng cực nghiêm mật. Trên trời đội ưng bay tuần phòng. Khai quốc vương ngồi trước chiếc đỉnh hương khói lên nghi ngút. Cạnh vương là sư phụ Huệ Sinh, đạo sư Nùng Sơn Tử, hai vị sư thúc Hoàng Hùng, Trần Kiệt. Chư tướng không hiểu bằng cách nào, ngoài thành quân giặc vây kín, mà hai vị tôn sư Huệ Sinh, Nùng Sơn Tử lọt vào trong được, và lọt vào lúc nào. Họ đưa mắt nhìn, thấy vắng mặt Vương Phi Thanh Mai, quận chúa Kim Thành, Trường Ninh, Lê Văn cùng vũ vệ đại tướng quân Lê Phụng Hiểu, sùng ban lang tướng Ngô An Ngữ. Trong lòng họ thắc mắc, nhưng vì việc quân họ không dám hỏi. Khai quốc vương đứng dậy cung tay hành lễ với sư phụ Huệ Sinh, đạo sư Nùng Sơn Tử cùng hai sư thúc Hoàng Hùng, Trần Kiệt rồi nói, hôm nay cô gia mới quyết định giải quyết bọn phiến loạn. Hôm trước cô gia đã ra lệnh cho các vị chuẩn bị sẵn, còn cô gia sẽ mở cửa thành tương kiến với Vũ Đức Vương, nhất là giao cho vũ vệ đại tướng quân Lê Phụng Hiểu thay cô gia điều quân. Mục đích của lệnh hôm đó là hư, để gian tế báo cho giặc, hầu chúng không bỏ chạy. Chứ thực sự, cô gia điều quân các nơi về. Hai hạm đội Bạch Đằng, Âu Cơ vây phía Nam, Đông, trong khi hai đạo Ngự Long, Bổng Nhật từ Thăng Long kéo tới. Cho đến giờ này, ba nơi chỉ đợi pháo lệnh là tiến đến phía sau giặc. Chư tướng xoa tay, gật đầu tỏ vẻ khâm phục. Còn đạo Đằng Hải, hữu vũ vệ thượng tướng quân Trần Tự Quang bị hại, song chư tướng đã quy phục triều đình. Cô gia cử sùng ban lang tướng Ngô An Ngữ thay thế tướng Trần Tự Quang.
rút cuộc giặc chỉ có đám Hồng Thiết Giáo. Cô ra muốn thẳng tay, nhưng sư phụ của cô ra lòng dạ từ bi, người cho rằng giáo chúng đều là kẻ yêu nước, chẳng may bị bọn Nhật Hồ lừa dối mà ra. Cho nên người muốn dùng quân bao vây, rồi chúng ta giết hết đám trưởng lão, như vậy tự nhiên chúng đầu hàng. Cả hai bên cùng không đổ máu. Vương đưa mắt nhìn hai vị sư thúc Hoàng Hùng với Trần Kiệt, nhưng nhị vị sư thúc lại cho rằng trước đây triều đình đã ân xá cho bọn giáo chúng một lần, biến chứng thành Lạc Long giáo, mà chúng còn theo Nhật Hồ thì ta phải tru diệt, không có vấn đề khoan thứ. Vương mỉm cười, cô ra có kế hoạch vừa lòng cả sư phụ lẫn nhị vị sư thúc, nghĩa là ta ép, bao vây, rồi kêu gọi chúng hàng. Nếu chúng hàng thì ân xá, còn chúng không hàng, ta mở đường cho chúng chạy. Trên đường chạy, ta phục quân giết hết. Huệ Sinh cúi đầu xuống, mắt ông nhắm lại, miệng niệm khẽ, A-di-đà Phật. Khai quốc vương tiếp, vậy ngày mai, bị các đạo Âu Cơ, Bạch Đằng, Ngự Long, Bổng Nhật ép Ba Phia, thế nào tàn binh Hồng Thiết Giáo cũng chạy về phía Tây, rồi vượt rừng sao nước Lào. Các đội đệ tử Tiêu Sơn, Tản Viên, Đông A, hai đạo binh Phong Châu, Thượng Quai sẽ do hai sư thúc Hoàng Hùng, Trần Kiệt điều động, xuất thành truy sát chúng. Các tướng Lê Thuận Tông, Hà Thiện Lãm, Hoàng Tích, Lưu Tường đi theo quân mình. Vương ngừng lại cho các tướng theo kịp, Hổ Uy đại tướng quân Lý Nhân Nghĩa làm chánh tướng trấn giữ thành. Các tướng Trần Anh, Tôn Trọng, Tôn Mạnh, nữ tướng Tĩnh Minh cùng quân trực thuộc hợp với đạo quân Lạc Long giáo đặt dưới quyền chỉ huy của hai tướng An Ngữ, Nhân Nghĩa. Còn lại sư huynh Thông Mai cùng với Thiệu Thái, Mỹ Linh, Bảo Hòa theo cô ra đối đầu để giết cho hết bọn ma đầu trưởng lão. Đây là thực kế. Nhưng chư tướng cứ sẵn sàng để biến hư kế hôm trước thành thực kế, hôm nay có thể thành hư kế. Nhưng hư kế có đôi chút thay đổi. Vì Vũ Vệ đại tướng quân Lê Phụng Hiểu phải lĩnh nhiệm vụ mới đặc biệt, nên cô ra để nghĩa đệ Tôn Đản cùng Ngô Cẩm Thi thay Lê tướng quân. Lý Nhân Nghĩa hỏi, Khải Vương gia, từ sáng nay, chư quân đều chia cặp rồi châm cứu cho nhau, nên bây giờ họ ngủ say ly bì. Trường hợp này lỡ giặt công thành thì sao? Khai quốc vương cười, không những quân phải ngủ cho có sức, mà tướng cũng phải ngủ nữa. Vậy chư tướng thuộc phái Tiêu Sơn, Đông A hãy lên mặt thành mà xem giặc bị đánh. Đông A hãy... Còn các tướng thuộc phái khác hãy chia cặp châm cứu cho nhau, để đêm nay còn có sức mà làm việc. Trần Anh hỏi, thưa vương gia, tại sao các tướng thuộc phái Đông A, Tiêu Sơn lại không được ngủ? Giản dị, vì nội công Đông A, Tiêu Sơn là thiền công. Những người thuộc phái này chỉ cần bỏ ra ngoài nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý một lúc thì cũng như ngủ một ngày rồi. Trời dần dần sáng, trong trại giáo chúng Hồng Thiết quân phía đông thành Trường Yên, ba tiếng pháo lệnh nổ, tiếp theo một hồi trống. Đội thiết kỵ hàng ngũ ngay thẳng khoan thai gõ bước, tiến đến dưới chân thành thì dàn ra thành trận thế. Tiếp theo đội võ sĩ Cảm Tử, lưng đeo bảo đao dàn ra bên trái đội thiết kỵ. Theo sau đội võ sĩ Cảm Tử, tới đội cung thủ, dàn bên phải. Cuối cùng là các đoàn giáo chúng Hồng Thiết, cứ nghìn người thành một đoàn. Sau khi trận dàn xong, tất cả đều hô lên một tiếng lớn, rồi im lặng. Trước trận, các trưởng lão Linh Nguyện, Vũ Hảo, Lê Tấn đi đi lại lại. Khai quốc vương cùng chư tướng lên mặt thành quan sát, bên ngoài bọn phản loạn dàn trận xong. Bảo Hỏa nói nhỏ, có lẽ chúng chờ tới giờ thìn, cửa thành sẽ mở, rồi cậu sẽ ra hội họp với Vũ Đức Vương. Kìa, hai đạo đằng hải vây cửa Bắc, Nam. Còn cửa Tây, cửa Đông thì do giáo chúng Hồng Thiết giáo với đội Hồng Hương thiếu niên. Riêng đạo binh trấn Thanh Hóa thì đóng ở cửa Đông. Quan sát quân tình giặc một vòng, rồi khai quốc vương nói nhỏ vào tai Tôn Đản. Tôn Đản mỉm cười, chàng lấy ra ba cây pháo lệnh buộc vào đầu một mũi tên. Sau khi châm lửa, chàng lắp tên vào cung, tay kéo dây, cánh cung uốn như trăng mồng ba, tên xé gió bay lên nền trời trong xanh mùa xuân. Ba tiếng nổ đùng, đùng, đùng vang dội. Đám quân phiến loạn tưởng cửa thành sẽ mở, rồi khai quốc vương cùng chư tướng ra, nên chúng lùi lại, tay cầm vũ khí trong tư thế chuẩn bị. Nhưng chúng chờ mãi cũng không thấy cổng thành mở. Rồi đâu đó, xa xa có tiếng trống thúc nhịp nhàng đưa lại, mỗi lúc một gần. Vũ Linh Nguyện hỏi một đạo trưởng tế tác, người cho thám mã đi tìm xem trống của đội quân nào vậy. Nhưng viên đạo trưởng chưa kịp đi, thì đã có thám mã đến cung tay, thưa trưởng lão. Đạo quân hạm đội Âu Cơ khoảng 2 vạn người đã vượt đèo, đang vây ép phía nam mình. Trong khi từ phía đông, đạo quân hạm đội Bạch Đằng đổ bộ, đang tiến về vây phía sau ta. Còn phía bắc thì hai đạo Ngự Long, Bổng Nhật đang tiến tới. Nhưng cả ba mặt, quân triều chỉ đánh trống ra oai mà không tiến lên.
Bây giờ Nhật Hồ lão nhân mới thấy kinh hãi. Lão chỉ có bản lĩnh xảo trá, chứ về quân sự thì lão mù tịt. Trong đám trưởng lão, chỉ có Vũ Nhất Trụ với Hoàng Văn là có tài dùng binh bậc nhất, bậc nhì Đại Việt. Nhưng Hoàng Văn bị Tôn Đản giết ở Thăng Long, còn Vũ Nhất Trụ lại nhập thành mất rồi. Thình lình từ xa, một đội kỵ mã phi tới như bay. Đi đầu một lá cờ trên có hình chim ưng bay qua núi. Đám này khoảng 3.000 người, nên Nhật Hồ không coi vào đâu. Lão truyền tiền đội đổi ra hậu đội, chuẩn bị tác chiến. Đội kỵ mã ưng sơn tới gần, lập tức phân ra làm đôi, xung thẳng vào trận. Khi hai bên giáp nhau, mỗi cánh lại phân làm hai, rồi phân thành tám. Mỗi kỵ mã vung tay, một giáo chúng ngã xuống. Khi đội ưng sơn chọc thủng phòng tuyến hồng thiết giáo, lập tức cánh trái vòng sang phải, cánh phải vòng sang trái. Phút chốc cả hai biến vào phương trời xa xa. Nhật Hồ lão nhân nhìn đội ưng sơn, lão kinh hãi, tự hỏi tại sao lại có đội thiết kỵ nhiều cao thủ đến như thế kia. Lão ra lệnh cho chỉnh đốn lại hàng ngũ lùi ra cách xa thành hai dặm dàn trận. Trận chưa dàn xong, bỗng trên thành phát ba tiếng pháo, hai cửa tây, đông mở rộng. Một đàn hổ, báo xông ra trước, theo sau là đội thiết kỵ xung thẳng vào trận phản loạn. Nhưng đội cửa đông lao vào vòng chiến chớp nhoáng, rồi rút vào thành thực mau. Còn đội cửa tây thì tách làm hai. Đám giáo chúng vây cửa tây lên đến 20.000 người. Chúng thấy đội hổ báo chưa quá 100 con, thì tỏ ra không sợ. Đội cung thủ được đưa lên đầu giáp chiến. Giữa lúc đó, từ phía tây, đội ưng sơn lại xuất hiện. Đội này như hổ đói, xung vào hàng ngũ giáo chúng hồng thiết giáo. Họ đi đến đâu, người ngã đến đó, không một giáo chúng nào đương nổi lấy một hiệp. Sau khi xông vào, chém giết chớp nhoáng, họ lại tập trung, rồi biến vào khu rừng núi mênh mông. Đám giáo chúng bị đánh hai mặt, hàng ngũ rối loạn, bỏ chạy vào rừng. Nhật Hồ lão nhân được tin báo về mặt trận cửa tây tan vỡ. Lão truyền cho hai đạo Đằng Hải đánh sang mặt tây tiếp viện. Đạo Đằng Hải vừa chuyển động thì trong thành lại phát pháo, cửa thành bắc, nam mở rộng, kỵ mã trong thành tuôn ra. Hai đạo Đằng Hải vội dàn trận. Khi trận dàn xong thì kỵ mã rút vào trong thành, cửa thành đóng lại mau chóng. Trong khi đó mặt trận phía tây đám giáo chúng tản vào khu rừng núi Trung Điệp. Từ hôm ra ngoài thành, Ngô An Ngữ mặc giả làm một đô thống của đạo Đằng Hải. Nhưng ông cầm cờ ra lệnh, khiến Nhật Hồ lão nhân chú ý theo dõi. Bây giờ rõ ràng lão ra lệnh cho hai đạo đánh quặt sang phía tây để cứu đám giáo chúng tại đây, mà An Ngữ lại hành động ngược lại, án binh bất động. Rồi bây giờ An Ngữ còn ra lệnh cho hai đạo Đằng Hải quay về hướng đông dàn trận ra trong tư thế chuẩn bị tác chiến. Nhật Hồ lão nhân kinh hãi, lão thấy khuôn mặt An Ngữ rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Bỗng lão tỉnh ngộ, mình đáng chết thực, thì ra tên Ngô An Ngữ đã xuất thành nắm hai đạo này bao giờ. Bất giác lão dùng mình kinh sợ, làm sao bây giờ? Lực lượng cơ động của ta chỉ có hai đạo Đằng Hải, mà tên Lý Long Bổ cho người âm thầm thuyết phục chư tướng, gửi tên An Ngữ ra chỉ huy. Thôi rồi, như vậy là hết hy vọng. Được, ta đánh ván bài chót xem sao. Lão lui vào trận, nói nhỏ với Vũ Linh Nguyện, Vũ Hào, Lê Tấn về tình trạng trên, rồi ra lệnh. Ta giả vờ nói chuyện với tên Lê Mai. Thình lình ba người phóng đến cùng xuất chiêu tấn công, cùng phun thuốc độc giết tên Ngô An Ngữ như sét nổ. Y chết rồi thì đạo Đằng Hải rối loạn, chúng ta mới có thể thoát thân hôm nay. Lão lững thững lại phía trận của đạo Đằng Hải, tay vuốt râu mỉm cười. Lê tướng quân nghĩ sao? Chúng ta phải hành động như thế nào bây giờ? Lê Mai hỏi ngược lại, tiểu bối cũng. Thình lình Nhật Hồ quát lên một tiếng, lão tung mình tới, tay phóng một chiêu trưởng như sét nổ. Trưởng mang theo một đám phấn độc, chụt xuống đầu Ngô An Ngữ. Ngô An Ngữ ẩn sau Lê Mai, ông tuyệt không ngờ Nhật Hồ lão nhân nhận ra mình. Dù bị tấn công bất ưng, không hổ là đệ tử thứ tư của Trần Tự An, An Ngữ tung mình lên cao tránh thế trưởng quái ác. Nhưng Nhật Hồ đổi chiều, hướng trưởng lên trên, trong khi đó Vũ Linh Nguyện, Lê Tấn, Vũ Hào mỗi người cùng phóng vào người ông hai thanh Nga Mi kiếm. An Ngữ chơi vơi trên không, tay rút kiếm gạt Nga Mi kiếm. Ông chỉ gạt được bốn thanh, còn hai thanh một trúng ngực, một trúng vai ông. Ông quát lên một tiếng đá gió một cái, người bật ra xa Nhật Hồ lão nhân để thoát khỏi kình phong ác trưởng. Nhưng lão di chuyển theo đánh một trưởng nữa, trong khi Linh Nguyện, Vũ Hào, Lê Tấn cùng rút kiếm đâm ông. An Ngữ chơi vơi trên không, bị trúng trưởng mạnh quái ác cùng ba thanh kiếm, người ông bắn lên cao, rồi rơi xuống đất. Nói thì chậm, chứ trên thực tế diễn biến xảy ra quá đột ngột, khiến đội cung thủ đạo Đằng Hải phản ứng không kịp. Bấy giờ đội cung thủ mới ra tay. Thầy trò Nhật Hồ vung tay gạt, rồi trở về trận mình. Lão ra lệnh cho giáo chúng tấn công vào đạo Đằng Hải.
đám giáo chúng đứng nhìn Nhật Hồ tấn công một đô thống của cánh quân bạn thì cho rằng lão muốn trừng phạt viên tướng này, nên họ không chuẩn bị. Bây giờ thấy chúng thấy lão ra lệnh tấn công, thì ngơ ngơ ngác ngác. Trong khi đó Lê Mai đã ra lệnh cho quân lùi lại, chĩa cung tên chờ sẵn. Thế là sau cái chết của Ngô An Ngữ, hai đạo đằng hải không còn vở theo quân phản loạn nữa, mà dàn ra trong tư thế đối nghịch. Quân phản loạn chỉ còn cửa đông, dàn trận trong thế tuyệt vọng. Trời đã về chiều, quân phản loạn vừa sợ, vừa đói, vừa khát, vì lúc nào cũng phải chuẩn bị ứng phó với quân trong thành, cùng các đội quân Bạch Đằng, Âu Cơ, Ngự Long, Bổng Nhật. Vũ Hào nói với Nhật Hồ, sư phụ, theo đệ tử nghĩ, chúng ta đợi trời tối, rồi rút lui vào trong rừng ẩn cư chờ thời. Chứ này các sư huynh, sư đệ tuấn giáo gần hết rồi. Con ơi, con phải biết rằng chỉ cần lát nữa đây tên Lý Long Bổ xuất thành, ta dùng võ công giết con lợn Thiệu Thái, giữa lúc đó nhất trụ với Vũ Đức Vương đốt thành. Bấy giờ chúng ta vào thành. Lão ngửa mặt nhìn trời, còn đám trưởng lão già ư? Từ lâu rồi, ta muốn cho bọn nó chết hết đi, để bọn trẻ các người thay thế, nhưng không có cớ giết chúng. Nay chúng tuấn giáo thì còn gì bằng nữa. Hôm nay sau khi giết tên Thiệu Thái, ta sẽ dùng độc trưởng khống chế các cao thủ, thì 10 chứ 1.000 trưởng lão ta cũng có, cần gì. Mặt trời đã ngả bóng về tây. Sau 3 tiếng pháo nổ lớn, cửa đông thành Trường Yên mở rộng. Khai Quốc Vương ngồi trên chiếc xe song mã do Bảo Hòa điều khiển. Ghế sau của xe là Kim An, Mỹ Linh, Cẩm Thi, Bảo Dân, Thông Mai, Thiệu Thái, Tôn Đản cưỡi ngựa đi hai bên. Phía sau hơn 1.000 dũng sĩ phái Tản Viên, tay mang đoàn đao. Xe rời khỏi cửa thành, khi còn cách quân phản loạn 10 trượng thì dừng lại. Bảo Dân hô lớn, Khai Quốc Vương mời Vũ Đức Vương ra nói chuyện. Cửa trận bên phiến loạn vẫn đóng chặt, quân sĩ cầm cung tên trong thế chuẩn bị tác chiến. Bảo Dân nhắc lại, mời Vũ Đức Vương ra nói chuyện. Cửa trận vẫn đóng, đám cung thủ vẫn trong tư thế chuẩn bị buông tên. Bỗng có 3 tiếng trống, rồi cửa trận mở. Một tráng sĩ cầm cây cờ, trên có hàng chữ Trung Thành Vương Đàm. Một cây cờ khác có chữ Thái Tử Thái Phó, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, Đồng Chi Khu Mật Viện. Tiếp theo Đàm Toái Trạng, Vũ Linh Nguyện từ trong trận cưỡi ngựa thung dung tiến ra. Đàm Toái Trạng nghiêng mình hướng Khai Quốc Vương, Tiểu Vương Đàm Toái Trạng, Lĩnh Thái Tử Thiếu Sư, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân, Thanh Hóa Tiết Độ Sứ xin bái yết Khai Quốc Vương. Không biết Vương ra đi đâu đây? Ta có ước hẹn gặp Vũ Đức Vương tại đây vào giờ này. Người mời Vương ra nói chuyện với ta. Đàm Toái Trạng trở mặt, Vũ Đức Vương không có mặt ở đây. Vương ra muốn nói gì, Tiểu Vương xin đại diện người được rồi. Khai Quốc Vương cười thầm, Vũ Đức Vương trốn vào thành với ta. Giờ này Thanh Mai với Lê Phụng Hiểu đã áp tải Vương đang trên đường về Thăng Long. Thế mà bọn này còn giả bộ để cáo mượn oai hùng đây. Đã vậy ta cứ giả như không biết, xem y làm trò gì. Khai Quốc Vương vận nội lực nói thực lớn, Đàm Tướng Quân. Phụ Hoàng ta đãi cha con người hậu hĩ nhất triều đình. Về văn, cha người được phong tới Đồng Bình Chương Sự, Thái Tử Thái Phó, Võ tới Đô Nguyên Soái, Tước tới Quốc Công. Chị gái người được tuyển làm Quý Phi. Người mới 27 tuổi, công lao không có, nhờ cha, chị mà được giữ chức Tuyên Vũ Sứ Thanh Hóa. Em người văn không thông, võ không lực, mà đang từ một chức hiệu úy nhỏ bé, bỗng chốc được thăng lên giữ chức đại tướng quân. Thực là một nhà vinh hoa phú quý. Thế mà, cha con người vẫn theo tên ma đầu Nhật Hồ phản lại triều đình. Trong đại hội Lộc Hà, thể theo lời của Võ Lâm, phụ hoàng ta đã ân xá cho cha con người. Thế mà nay người lại kéo binh làm phản, hỏi anh hùng thiên hạ, ai theo người? Trong khi Khai Quốc Vương nói, Thông Mai nói nhỏ với Thiệu Thái, trong chúng ta ở đây, Thiệu Thái với ta võ công cao nhất. Vậy lát nữa tên Đàm Toái Trạng sẽ trả lời Khai Quốc Vương. Trong khi y mải nói, thình lình Thiệu Thái kiềm chế y, còn ta kiềm chế tên Vũ Linh Nguyện. Thiệu Thái gật đầu, vận khí chuẩn bị sẵn. Quả nhiên Đàm Toái Trạng ngửa mặt lên trời cười ha hả, chư quân nghe đây. Cha ta vốn là bạn, là cha vợ của Hoàng thượng, cho nên khi Hoàng thượng bị hai đứa nghịch tử là Đức Chính, Long Bồ hành thích, rồi đem quân làm phản, nên cha con ta phải xuất lĩnh anh hùng để tiễu trừ bọn tặc thần tặc. Y định nói tặc tử, nhưng tiếng tử chưa phát ra hết, thì hai bóng người vọt tới như ánh sao xẹt. Đó là Bảo Hòa với Kim An. Kiếm Kim An đưa vào ngực y, trưởng của Bảo Hòa chụp xuống đỉnh đầu y. Võ công Đàm Toái Trạng vốn bình thường, không hơn bọn Tung Sơn Tam Kiệt làm bao, lại bị tấn công thình lình bởi hai chiêu hiểm ác thần tốc, nên y chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Vũ Linh Nguyện thấy vậy, vội rút kiếm đâm vào vai Bảo Hòa,
y hy vọng Bảo Hòa phải thu chiêu về đỡ kiếm của y thì Toái Trạng có thể thoát hiểm. Nhưng Bảo Hòa vẫn không thu chiêu về, mà tay trái phóng về sau một chỉ. Chỉ trúng kiếm của Linh Nguyện đến choang một tiếng, kiếm gãy làm đôi, trong khi trưởng vẫn tiếp tục đánh vào đỉnh đầu Toái Trạng. Không hổ là trưởng lão Hồng Thiết, kiếm bị gãy, Linh Nguyện vội ném chuôi kiếm vào người Bảo Hòa. Thoáng một cái hai người đã đấu với nhau ba chiêu liền. Trong khi đó thì kiếm Kim An chặt cụt đầu ngựa của Toái Trạng, thuận tay nàng điểm vào huyệt kiên ngung của y, rồi túm cổ áo y, vọt người lên cao, tà tà đáp xuống sau xe Khai Quốc Vương. Thấy Toái Trạng bị kiềm chế, Bảo Hòa chuyển trưởng hướng người Linh Nguyện. Linh Nguyện cười nhạt một tiếng rồi trầm người xuống tránh trưởng của đối thủ. Nhưng Bảo Hòa biến trưởng thành chỉ, điểm vào vai Linh Nguyện đến bốp một tiếng, cánh tay y bị tiện đứt. Nàng phát thêm một trưởng nữa, định đánh y nát thây ra, thì từ trong trận phản loạn, một người vọt ra nhanh như ánh chớp. Người này phóng tay chụp Bảo Hòa. Thấy kình phong của đối thủ mạnh kinh khiếp, trọn đời chưa hề thấy qua, nàng vội đổi chỉ thành thế gạt, gạt tay người kia. Bộp một tiếng, Bảo Hòa bị bật tung lên cao, toàn thân nàng gần như bị tê liệt. Người kia đánh một trưởng như sét nổ định kết thúc tính mệnh Bảo Hòa. Bảo Hòa vận khí ba âm, bảy dương đánh thẳng vào người kia, giống như lối đánh cả hai cùng chết. Người kia vội thu chiêu về đỡ trưởng của Bảo Hòa. Ầm một tiếng, người Bảo Hòa lảo đảo muốn ngã. Người kia không nhân nhượng, đánh liền một trưởng vào đỉnh đầu nàng. Thấy em gặp nguy hiểm, Thiệu Thái phát chiêu nhân ngưu câu vong trong mục ngưu thiền trưởng đánh thẳng vào người kia. Sức ép trưởng của chàng làm mọi người phải bật lui. Thế mà người kia coi như không, y cũng phát một chiêu trưởng đánh thẳng vào hạ bàn Thiệu Thái. Hai trưởng gặp nhau phát ra tiếng bùng lớn. Râu tóc người kia dựng ngược, còn Thiệu Thái cũng rung động toàn thân. Bấy giờ chàng mới nhận ra y là Nhật Hồ Lão Nhân. Trong khi Thiệu Thái đối trưởng với Nhật Hồ Lão Nhân thì Bảo Hòa đã chụp tên Linh Nguyện tung về trận mình. Bảo dân bắt lấy y, điểm huyệt vứt sau xe Khai Quốc Vương. Hai đối thủ Nhật Hồ, Thiệu Thái mấy năm về trước, bây giờ lại gặp. Cả hai gườm gườm nhìn nhau. Nhật Hồ không nhận ra Thiệu Thái, y hất hàm hỏi, tên ôn con kia, mi là ai? Thiệu Thái khoan thai trả lời, lão tiên sinh, người không nhận ra ta ư? Nhật Hồ vẫn chưa nhận ra Thiệu Thái, y cười nhạt, ta thấy võ công mi hơi giống võ công con lợn thân Thiệu Thái, những tướng tá mi coi được hơn. Thiệu Thái nảy ra ý đùa cợt, chàng trêu y, ta là em của Thiệu Thái, ta tên là Thân Thiệu Cực. Nhật Hồ lão nhân xua tay, ta không muốn đấu với bọn hậu bối. Năm trước ta sơ ý bị bại dưới tay anh mi, nay ta đã luyện được pho trưởng mới tên là Mã Mặc Trưởng để phá mục ngưu thiền trưởng của anh mi. Mi mau gọi anh mi ra đây cho ta báo thù. Thiệu Thái vẫn đùa, anh ta bảo lão đã bại dưới tay người rồi, nên người không muốn đấu với lão. Vậy lão hãy đấu với ta. Nói rồi chàng cung tay như ôm vòng thái cực xuất một chiêu trong thái cực quyền. Nhật Hồ lão nhân thấy võ công kỳ lạ, y tung ra một trưởng, trưởng phong mang theo mùi hôi tanh khủng khiếp. Thiệu Thái đẩy trưởng phong tỏa trưởng của lão, kinh lực của lão biến mất. Lão kinh hãi, chiêu vừa rồi đâu phải mục ngưu thiền trưởng, mà là thứ trưởng vô danh. Tuy miệng nói, nhưng lão lại phát chiêu khác. Thiệu Thái không dám đùa nữa, chàng phát chiêu kỵ ngưu quy ra, trưởng phong xoáy cực mạnh. Nhật Hồ thấy trưởng phong quái ác, lão tung người lên cao. Ở trên cao lão phóng chướng trở xuống định cắt đôi trưởng của Thiệu Thái, rồi mượn đà vọt mình lên cao nữa. Thiệu Thái đoán được ý lão, chàng buông lỏng kinh lực tay phải, mà dồn chân khí ra tay trái, đánh một chiêu như vòng cung vào ngang sườn lão. Nhật Hồ tưởng kinh lực của mình gặp kinh lực đối thủ, không ngờ lão đánh vào chỗ trống không, người lão đang chơi vơi trên không, thì bị kinh lực chiêu vòng cung đánh vào hông. Lão thét lên một tiếng kinh hoàng, phản ứng tự nhiên lão khoanh hai tay vào ngực vận công chịu đòn, miệng kêu be be như lợn bị chọc tiết. Nhìn lão ma đầu sắp chết, Khai Quốc Vương chép miệng, thế là tộc Việt hết đại họa. Thình lình đám cung thủ Hồng Thiết giáo đồng quát lên, rồi hơn trăm người hướng Thiệu Thái buông tên. Thiệu Thái vội hạ trường xuống rồi đẩy về phía trước, hơn trăm mũi tên bay ngược trở lại, tiếp theo là những tiếng rú khủng khiếp. Đám cung thủ bị chính tên của mình quay ngược trở về xuyên qua ngực, bụng, cổ. Người chúng tung lên, ngã lăn ra. Nhờ đám cung thủ, Nhật Hồ thoát chết, lão chuyển thân mình đáp xuống đất, hai tay như hổ vồ mồi, lão chụp Thiệu Thái. Thiệu Thái khoanh hai tay, rồi một tay cò lại, một tay đánh từ phải qua, tạo thành chiêu đắc ngưu hội thủ. Nhật Hồ lão nhân bị chiêu trưởng huyền diệu đẩy lùi về sau. Nhưng lão là một đại tôn sư võ học, lão biến trảo thành quyền đánh vào ngực Thiệu Thái.
Thiệu Thái sử dụng chiêu làm tước vĩ trong thái cực quyền chụp tay lão kéo mạnh. Kinh lực trên tay lão bị mất, nhưng lão hét lên một tiếng, miệng phun vào mặt Thiệu Thái một đám cát hôi tanh cực kỳ. Biết bị phun độc tố, nhưng nhờ có thiền công hộ thể, Thiệu Thái vô sự. Chàng nhảy lùi lại sau, để mắt có dịp phục hồi. Lão chuyển tay thành quyền đập vào ngực chàng. Miệng la lớn, thì ra mi là con lợn thân Thiệu Thái. Xưa kia tướng mi ụt ịt coi mà phát gớm. Nay sao mi lại đẹp thế này? Thiệu Thái bị thuốc độc trúng mặt, mắt chàng hoa lên. Nhưng không việc gì nên chỉ trong chốc lát, chàng phát liền bốn chiêu kiến tích giã nghiêu, nhân nghiêu câu vong, phản bản hoàn nguyên, nhập triền hội thủ. Mỗi chiêu của chàng gặp trưởng của Nhật Hồ đều phát thành tiếng kêu lớn. Thiệu Thái thấy trong bốn chiêu trưởng vừa rồi của Nhật Hồ phảng phất phân nửa là thiền công Tiêu Sơn, chàng hiểu ngay, tên ma đầu này giả bái Bố Đại Hòa Thượng làm sư phụ, nên y đã học được thiền công của người. Chàng cười lớn, để kéo dài thời giờ cho mắt phục hồi. Sư huynh, người với ta cùng là đệ tử của Di Lặc Tôn Phật, vậy ta cũng không giấu người làm gì. Thân hình ta thay đổi, vì sư phụ dạy ta thiền công. Ta cứ luyện mãi, không chừng một ngày kia ta có tới 36 tướng đẹp như Phật Tổ, lại trường sinh bất lão. Này lão sư huynh, nếu người nhất tâm, nhất trí tu hành, cũng sẽ trẻ lại bằng ta, rồi thành Phật, sống lâu vạn vạn năm chẳng thú lắm ư. Nhật Hồ bị lời của Thiệu Thái làm cho cuồng vọng sống dậy, tâm linh lão mất đi, đến nỗi không phân biệt được tiểu thuyết với thực tế. Lão nghĩ thầm, ừ nhỉ, tại sao ta không thể thành Phật, rồi bay đến Tây Phương Cực Lạc, cướp chùa Lôi Âm của Thích Ca, ta sẽ thành giáo chủ của thế giới Ta Bà chẳng thú hơn làm vua Đại Việt ư. Đầu óc lão trở thành mơ mơ, hồ hồ, lão đứng ngây ra suy nghĩ, rồi thử vận thiền công cho người bay lên. Thiền công trong người lão trở thành mạnh, đẩy ma công hồng thiết ra ngoài, lão cảm thấy nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng. Trong những người lược trận, chỉ Thông Mai là hiểu được, Bố Đại Hòa Thượng biết lão không thực tâm quy y cùng sám hối. Nhưng người vẫn dạy thiền công cho lão, để dùng thiền hóa giải ma công. Như vậy sau này lão dùng hồng thiết công hại người, thì chính thiền công sẽ cản trở. Chàng hô lớn, Thiệu Thái, nhân nghiêu câu vong gấp. Nghe Thông Mai hô, Thiệu Thái không suy nghĩ, chàng xuất chiêu nhân nghiêu câu vong đánh vào người Nhật Hồ. Chiêu này nhẹ như gió, nhưng có khả năng hóa giải sắc tướng rất mạnh. Nhật Hồ vội phát chiêu hồng thiết trưởng đỡ. Vèo một tiếng, người lão rung động mãnh liệt, lão lảo đảo suýt ngã. Bấy giờ lão mới trở về thực tại, xuất chiêu đánh trả. Hai người đấu với nhau được trên trăm chiêu, vẫn bất phân thắng bại. Khai Quốc Vương hỏi Bảo Dân, Thông Mai, Sư Huynh, Đại Ca. Hai vị thử đoán xem kết quả trận này sẽ đi về đâu. Khó có thể biết trước được. Trong thời gian hơn năm qua, Thiệu Thái luyện thêm được thái cực quyền, phép điểm huyệt. Còn lão ma đầu, lão sáng chế ra được gì, không ai biết. Còn như công lực, thì chỉ trăm chiêu nữa Nhật Hồ bị bại, vì tuổi lão đã lớn. Thông Mai cười nhạt, Bố Đại Hòa Thượng thực là một Bồ Tát đắc đạo. Ngài biết trước sau gì Nhật Hồ cũng tái xuất giang hồ làm loạn, cho nên người dạy thiền công cho lão. Thiền là võ công nhà Phật, có sức hóa giải ma công hồng thiết giáo rất mạnh. Nên khi lão vận dụng hồng thiết công đến chỗ tối đa, thì chính thiền công trong người lão giảm hẳn uy lực hồng thiết công. Chỉ mấy chục chiêu nữa, lão ắt lâm nguy. Quả đúng như Thông Mai nói, sau năm chục chiêu nữa, Nhật Hồ cứ lùi dần về phía trận lão. Đến chiêu thứ 70 hơn, thì hai người đã vào giữa trận bên địch. Thông Mai, Bảo Hòa đã kinh lịch nhiều, khi thấy Nhật Hồ lui về trận bên lão, ắt có mưu kế gì đây, nên hai người theo sát Thiệu Thái để đề phòng. Bỗng Thiệu Thái đẩy ra chiêu lâm trung kiến nghiêu, Nhật Hồ lộn người về sau liền hai vòng để tránh áp lực. Thiệu Thái theo bén gót, tay đẩy ra chiêu kỵ nghiêu quy ra, đắc nghiêu hội thủ. Nhật Hồ vẫn lộn ra sau tránh. Đến vòng thứ 7, lão không tránh nữa mà vọt người lên cao đánh xuống một chiêu rất thô kệch. Thiệu Thái chuyển trưởng lên cao đỡ. Hai trưởng gặp nhau, một tiếng, người Nhật Hồ bật tung lên cao, trong khi Thiệu Thái thấy dưới chân chuyển động, đất sụt xuống. Kinh hãi chàng nhún chân tung người lên, thì chân chàng đạp vào quãng không, người rơi xuống cái hố sâu. Nhật Hồ lão nhân lại tung người lên đánh từ trên cao tỏa ra như cái nơm. Thiệu Thái bị rơi xuống một hố sâu bùn tới ngực. Bình tĩnh, chàng nhảy lên, nhưng bị chiêu trưởng của Nhật Hồ đánh tới, chàng phải đưa tay đỡ. Người chàng lại lún sâu xuống bùn hơn nữa, rồi dưới bùn như có nhiều sợi dây quấn lấy người chàng. Chàng không nhảy lên được nữa, trong khi trưởng của Nhật Hồ đánh tới. Chàng hít một hơi phát chiêu đỡ, nhưng vì chân thiếu chỗ tựa, nên trưởng không ra. Nhật Hồ lão nhân nghiến răng giáng xuống đầu Thiệu Thái hai chiêu,
định kết liễu tính mạng chàng. Nhưng lão cảm thấy một kình lực mạnh như sét nổ đánh vào lưng lão. Lão kinh hãi vội đổi chiêu ra sau đỡ lực đạo này. Ầm một tiếng, người lão bị bật tung về sau. Lão tà tà đáp xuống đưa mắt nhìn xem ai đã đánh mình, thì ra Thông Mai. Lão cười nhạt, thiếu hiệp. Thiếu hiệp là ai mà sử dụng chiêu Thiên Vương Trường Thực Kinh Nhân? Dường như lão phu đã thấy thiếu hiệp ở đâu rồi thì phải. Trọn đời lão chưa từng thấy một thiếu niên nào có trưởng lực như thiếu hiệp. Lão ngắm nhìn chàng rồi tặc lưỡi. Này thiếu hiệp, thiếu hiệp hãy gia nhập bản giáo đi, lão phu sẽ truyền Hồng Thiết Tâm Pháp cho thiếu hiệp. Chúng ta liên thủ diệt bọn Lý Công Uẩn, lão phu lên làm vua, thiếu hiệp làm tể tướng. Thiếu hiệp nghĩ sao? Thông Mai thấy lão điên khùng quá, chàng chỉ cười nhạt. Lão thấy chàng cười lại tưởng rằng chàng bằng lòng, lão hỏi: cao danh quý tính thiếu hiệp là gì vậy? Tiểu bối họ Trần tên Thông Mai, chẳng hay thiếu hiệp là đệ tử của cao nhân nào vậy? Sư phụ của tiểu bối họ Phan. Nhật Hồ lão nhân cau mặt lại, lão nghe Phan Nam đã thu nhận con trai Trần Tự An làm đệ tử và truyền hết bản lĩnh cho, thì ra là thiếu hiệp đấy. Lão phu cũng nghe thiếu hiệp vừa đi Trung Nguyên về, không biết có đúng không? Đúng vậy, lão phu muốn lĩnh mấy cao chiêu của thiếu hiệp. Trong khi Nhật Hồ với Thông Mai đối đáp, Bảo Hỏa đã tung dây xuống kéo Thiệu Thái lên. Chàng bị 10 con chăn quấn lấy chân, không hiểu sao chúng đều chết cả rồi. Kim An đưa nhát kiếm, đám chăn đứt rời ra. Quỳnh Giao sợ Thiệu Thái bị rắn cắn trúng độc, bà chạy lại xem xét một lát, rồi bật cười. Người ta bảo độc như nọc rắn, nhưng trong người ông ỉn chứa nhiều độc tố quá, đến nỗi rắn cắn ổng, mà rắn phải chết, trong khi ổng vô sự. Khiếp! Thiệu Thái cùng mọi người đứng xem Nhật Hồ đấu với Thông Mai. Thì ra Nhật Hồ lão nhân vẫn ớn Thiệu Thái. Lão biết rằng mình tuổi đã cao, khó có thể thắng chàng. Lão mới cho đào một hố rất sâu, rồi đóng cọc nhọn bên dưới, sau đó đổ bùn lên trên, rồi thả vào hơn chục con chăn lớn. Cuối cùng lão làm một cái phên che đậy lên, rồi trải ít cát phủ phên. Lão nghĩ rằng nếu đấu với Thiệu Thái bị kém thế, lão sẽ lùi dần vào trận. Đợi khi chàng bước chân lên phên tre, lão sẽ nhảy lên cao, rồi đánh xuống. Tất nhiên Thiệu Thái ngửa tay đỡ. Sức nặng của chàng hợp với sức ép của trưởng lão đè xuống, chàng sẽ sụt hố. Khi rời xuống hố, chân chàng vướng vào bùn, khó mà nhảy nổi. Trong khi ấy đám chăn quấn lấy chàng. Bấy giờ lão giết chàng dễ dàng. Không may cho lão, khi thấy lão lùi, Bảo Hòa, Thông Mai theo bén gót và Thông Mai cứu Thiệu Thái kịp thời. Nhật Hồ với Thông Mai đã đấu được đến chiêu thứ hơn trăm. Xét về công lực, Thông Mai tuy thấp hơn lão một chút, song trưởng của chàng là Thiên Vương trưởng, có tính chất khắc chế ma vương, quỷ dữ. Trong khi đó Nhật Hồ đấu với Thiệu Thái công lực yếu đi một chút, mà trưởng của lão rút trong Hồng Thiết Kinh, một thứ ma quái. Mà gặp Thiên Vương, lão bị khắc chế mạnh nên không thắng được chàng. Thấy mỗi lúc công lực mình lại yếu đi, lão nghĩ ngay, công lực tên này tiến mau thực, hiện đã ngang với bố nó, với tên Hồng Sơn. Ta mà rảnh rảng, e chết về tay nó như chơi. Chi bằng tìm cách đấu nội lực, rồi dùng độc tố giết tên ôn con này mới được. Nghĩ là làm, thình lình lúc đó Thông Mai đánh ra chiêu Lôi Đà Ân Tặc. Lão chỉ chờ có thế, lão đẩy ra một chiêu rất thô kệch đánh vào lòng bàn tay chàng. Bộp một tiếng, hai trưởng dính vào nhau. Thế là cuộc chiến trở thành cuộc đấu nội lực. Nhật Hồ lão nhân dồn Hồng Thiết công lực với độc tố ra, mong giết Thông Mai. Trong khi chàng sử dụng phản Nhật Hồ độc trưởng của cha, ba kinh âm thủ, ba kinh dương tấn công. Đúng ra, chỉ cần công lực hai người ngang nhau, thì Thông Mai đã đẩy chất độc của đối thủ trở lại người y. Nhưng vì công lực Nhật Hồ quá cao, hơn nữa y lại giả bái bố Đại Hòa Thượng làm sư phụ, nên được ngài truyền thiền công cho. Vì vậy công lực ba kinh dương của chàng không đủ phá tan vệ khí của lão. Đấu thêm được một lúc nữa, Thông Mai bắt đầu yếu thế, chàng phải lùi một bước. Bảo Hòa đứng lược trận, nàng nói với Bảo Dân, hôm trước Nhật Hồ đấu với anh Thiệu Thái, Mỹ Linh tụng bài chú kinh Thủ Lăng Nghiêm làm cho ma tính của y yếu đi, mà anh Thiệu Thái thắng y. Vậy bây giờ muội cũng tụng kinh lên, rồi đại ca tìm cách đưa âm thanh vào tai lão, ắt công lực lão giảm. Bảo Dân lắc đầu, kinh Thủ Lăng Nghiêm chủ về khắc chế ma quỷ. Hôm trước công chúa Bình Dương tụng kinh này lên, khiến ma công Nhật Hồ giảm. Nhưng này lão cũng học thiền công, thì e tụng lên vô ích. Giữa lúc Bảo Dân, Bảo Hòa đang bàn tán thì Quỳnh Giao đến bên cạnh. Bảo Hòa hỏi bà, sư thúc đã luyện Thiên Vương công, vậy sư thúc có cách nào giúp anh Thông Mai không? Quỳnh Giao cau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu, không. Bảo Hòa chợt nghĩ ra một điều, các khó của anh Thông Mai là không biết cách nào phá được ba vệ khí của ba kinh dương lão.
Hôm trước nghe sư bá tự an bàn với Hồng Sơn Đại Phu rằng, khi luyện Hồng Thiết Kinh, đệ tử Hồng Thiết Giáo phải bế các lỗ chân lông lại, nếu không thì chân khí thoát ra hết. Vậy bây giờ sư thúc có cách gì tung cho anh Thông Mai viên thuốc gì đó, đẩy vào người lão Nhật Hổ, khiến mồ hôi lão vã ra, thì chân khí theo đó thất thoát, anh Thông Mai có thể phá vệ khí của y. Quỳnh Giao gật đầu, quận chúa đúng là tiên nữ, kiến thức khôn lường. Cô có thứ thuốc đó. Thuốc mang tên là Phát Hãn Hoàn, nếu thuốc này vào da người thường thì chỉ hơi ra mồ hôi mà thôi. Còn vào người bệnh, hoặc lão Nhật Hồ thì mồ hôi ra như tắm. Kim An hỏi, thuốc đó chữa cảm mạo mà. Đúng thế, thuốc gồm có quế chi, sinh khương, ma hoàng, bạc hà, cam thảo. Để cô tung cho lão mấy viên. Quỳnh Giao móc túi lấy ra 3 viên thuốc, bà vận khí sẽ bắn lên cao, thuốc biến thành đám bụi rơi xuống người Nhật Hồ. Giữa lúc đó lão hít hơi vào, thuốc nhập phế, ra, người lão trở thành cực kỳ khoan khoái. Lão hướng bà, đa tạ phu nhân. Người lão nóng bừng lên, rồi mồ hôi từ từ xuất ra. Lúc đầu lão thấy khoan khoái, nhưng sau một lúc mồ hôi ra nhiều quá, lão cảm thấy chân khí yếu đi dần dần. Lão muốn cố cơ cho lỗ chân lông đóng lại mà không được. Nếu lão cố cơ, thì chân khí Thông Mai sẽ phá vệ khí vào người lão. Cứ thế Thông Mai đẩy chân khí tấn công lão, lão vẫn phải dồn chân khí chống với tràn. Vệ khí theo da căng phồng lên, rồi thoát ra với mồ hôi. Lão kinh hãi, nhưng không thể thu công lại, mồ hôi với vệ khí cứ thế tuôn ra. Biết không tránh được cái chết, lão buông lỏng chân khí cho Thông Mai thúc vào tạng phủ lão. Lão vận khí vào tay trái đấm ngực một cái, chiếc túi da trước ngực lão phun thành vòi nước bắn vào người Thông Mai. Thông Mai nhắm mắt chịu đựng, vì chàng tự hiểu rằng chất độc của lão bị vệ khí trên người chàng ngăn lại. Nhật Hổ lão nhân biết thế, lão nghĩ, đằng nào ta cũng chết, thì cùng chết với tên này. Lão thu tay về, rồi ôm lấy Thông Mai, miệng lão cắn vào má chàng, đứt một miếng. Trong khi Thông Mai vẫn dùng phản độc trưởng tấn công, quyết giết lão. Người lão bị chân khí của Đông A, Sài Sơn tấn công khiến lão hóa điên. Hai tay lão ôm cứng lấy chàng, miệng ngoạm đứt từng miếng thịt trên mặt chàng. Những vết thương trên mặt Thông Mai không nặng, nhưng thuốc thấm vào thịt, chàng đau quá thét lên một tiếng khiến mọi người điếc tai. Mặt chàng bị mất 5-6 miếng thịt. Chàng phóng vào người lão chiêu Thiên Vương Chấn Thiên. Thân hình lão bay bổng lên cao. Chàng phóng theo chiêu Thiên Vương Hồi Thể. Mọi người đều khoan khoái, rồi đời đại ma đầu. Nhưng thình lình từ phía sau trận, một người thét như sấm nổ, y phóng liền hai chiêu vào người Thông Mai. Mặt Thông Mai mất mấy miếng thịt, máu me trông thực khủng khiếp, nhưng trí minh mẫn vẫn còn. Chàng đã đấu hàng trăm trận, kinh nghiệm có thừa. Chàng thấy phía sau bị tấn công, bèn đổi chiêu đó xuống thấp đỡ trưởng của người kia. Người kia bay bổng lên cao, thân hình vỡ làm 5-6 mảnh, thịt với máu me bay tứ tung. Thoáng nhìn mặt kẻ đánh trộm, Thông Mai thấy rõ y là trưởng lão Vũ Hào. Trong khi Thông Mai giết Vũ Hào thì Nhật Hổ đã rơi xuống ngay trước mặt chàng, người lão lắc lư không vững. Cơn giận của Thông Mai vẫn chưa dứt, chả phát chiêu Thiên Vương Kỵ Mã hướng vào ngực lão, người lão lại bay tung lên cao, rồi rơi xuống đất, lão giãy giụa mấy cái, sau đó nằm im. Sợ lão già chết, chàng bổi thêm chiêu Lôi Đà Ân Tặc, thân hình của lão dập nát như miếng thịt băm trà. Sau khi giết Nhật Hổ, Thông Mai mới cảm thấy đau đớn, chàng rú lên khủng khiếp, mặt chàng lồi lõm, máu me trông thật khủng khiếp. Bảo Hòa vội điểm vào huyệt hạ quan, cư liêu của chàng để trấn tĩnh cơn đau. Thiệu Thái lạng người đến bồng Thông Mai đem vào thành cứu chữa. Khai Quốc Vương ôm đầu ngồi nhìn thi thể Ngô An Ngữ. Cạnh An Ngữ là Hàn Diệu Chi, Bảo Dân, Kim An. Chư tướng đứng xung quanh nhìn An Ngữ. Người người đều nhỏ lệ. Vương ôm hai trẻ Thường Kiệt, Thường Hiến trong lòng, không biết nói sao. Từ hôm xảy ra trận đánh, bên giặc lớn nhất là Nhật Hổ lão nhân với 18 trưởng lão đều bị giết. Phía Vương chỉ có mình An Ngữ Tuấn Quốc. Tuy rằng thắng, nhưng Vương đau đớn vô cùng, vì An Ngữ ngoài tình chúa tướng với thuộc hạ, ông còn là sư huynh của Vương Phi, một sư huynh thân tín nhất của Vương. Vương nói, sư huynh, người tuy vì nước Tuấn Quốc, nhưng anh linh sẽ còn mãi với Đại Việt. Bây giờ sư huynh vắng mặt, đệ sẽ thay sư huynh nuôi dạy các cháu, sao cho sau này chúng làm lên sự nghiệp vẻ vang. Đệ đã thượng biểu tâu lên phụ hoàng để truy phong cho tứ sư huynh. Hàn Diệu Chi chắp tay, đa tạ vương gia chiếu cố. Chợt có chim ưng mang thư từ kinh về, Lê Thuận Tông vội lấy thư trình Khai Quốc Vương. Vương hô lớn, tất cả quỳ gối nghe chiếu chỉ. Mọi người đều quỳ gối. Vương cầm chiếu đọc, Thừa Thiên Hưng Vận, Đại Việt Hoàng đế chiếu viết, từ khi vua Hùng dựng nước đến nay,
trải 3.000 năm, đời nào đất Đại Việt ta cũng có anh hùng, liệt nữ, nghĩa sĩ hy sinh bảo vệ đất tổ, che chở cho muôn dân. Đến nay, khắp Giang Sơn, không nơi nào mà không có đền thờ, quanh năm hương khói. Chấm ứng lòng người, thuận lòng trời, cai trị muôn dân trải 18 năm thanh bình. Vừa rồi bọn Nhật Hổ lừa dối, xúi dục chư vương làm phản. Nhưng may nhờ liệt tổ anh linh phù hộ, cùng chư quân tướng hết lòng vì xã tắc, giặc đã tan. Sùng Ban Lang tướng Ngô An Ngữ trước đã thay khai quốc vương Trấn Trường Yên chống lại phản tặc suốt mấy tháng nay, tài trí cùng lòng trung nghĩa thấu tới trời xanh. Chẳng may trong trận đánh vị quốc vong thân, chẫm thương xót vô cùng. Nay chẫm ban cho đôi câu đối, đã đem xương máu đền non nước, còn mãi tinh thần với gió trăng. Chiếu công lao, truy phong chức tước như sau: Thái tử thái phó, Tả Kim Ngô thượng tướng quân, Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự, Trường Yên tiết độ sứ, Côi Sơn quốc công. Vợ là Hàn Diệu Chi, đeo kiếm cùng chồng, vào sinh ra tử có thừa, nay chẫm phong cho làm công chúa Bảo Trung. Hai con Ngô Tuấn tự thường kiệt, Ngô Hiến tự thường hiến trao cho khai quốc vương nuôi dạy, ban cho mang họ Lý. Khai quốc vương nuôi dạy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là toàn bộ nội dung của chương 26, tiểu thuyết Anh Linh Thần Võ Tộc Việt. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế.